Tổng cục Nhập cư Indonesia đã triển khai thử nghiệm ứng dụng thị thực nhập cảnh điện tử cấp tại sân bay EVOA từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11 cho các du khách nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta trước khi triển khai dịch vụ này trên toàn quốc. Với hệ thống mới, du khách nước ngoài chỉ cần tạo tài khoản và nộp hồ sơ đăng ký xin thị thực qua trang web molina.immigrasi.go.id. Ngoài ra, du khách nước ngoài còn có thể ngay lập tức thanh toán dịch vụ trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Theo Tổng cục Nhập cư Indonesia, dịch vụ mới đã có sẵn cho những người mang hộ chiếu của 46 quốc gia. Lạm phát trong tháng 10 ở Mỹ đã giảm xuống 7,7% từ 8,2% trong tháng 9. Tuy nhiên, đây vẫn là mức cao trong vòng 40 năm. Tốc độ tăng giá các mặt hàng cũng đã chậm lại và chỉ tăng 0,4%. Giá nhà, xăng và thực phẩm là những yếu tố khiến giá cả các mặt hàng gia tăng. Ngay sau khi thông tin về lạm phát trong tháng 10 của nước Mỹ được công bố, các chỉ số chứng khoán lớn ở Mỹ đã đồng loạt tăng. Thông tin về lạm phát là dấu hiệu đáng khích lệ cho nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đang tìm cách kiểm soát lạm phát mà không gây ra suy thoái. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tuần trước đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75%. Đây là lần thứ tư liên tiếp Fed tăng lãi suất cơ bản ở mức này và là đợt tăng thứ 6 trong năm nay.